Trong xu hướng kiến trúc và nội thất hiện đại, nhà tắm không đơn thuần có chức năng là nơi để con người tắm gội, vệ sinh, mà còn là nơi để mỗi người tận hưởng khoảng thời gian thư giãn, lấy lại năng lượng sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Thiết kế phòng tắm cũng cần thể hiện cá tính của chủ nhân ngôi nhà và hài hòa với toàn bộ không gian kiến trúc. Bởi vậy, các vật liệu thi công trong phòng tắm cũng rất được chú trọng. Các vật liệu dùng trong thiết kế, thi công phòng tắm hiện nay khá đa dạng, từ truyền thống như gỗ, bê tông, kim loại, gạch men đến hiện đại như đá tự nhiên, đá nhân tạo, kính cường lực. Trong đó, đá thạch anh nhân tạo đang được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi để ốp tường, bàn lavabo hay sàn phòng tắm, nhờ vào các ưu điểm vượt trội so với các vật liệu khác. Một, tính thẩm mỹ. Đá ốp nhà tắm cần có vẻ đẹp riêng để hài hòa phong cách thiết kế chung của cả công trình, tạo ra sự hiện đại, sang trọng trong không gian nội thất, thể hiện cá tính độc đáo của chủ nhà. 2. Khả năng chống thấm, chống ngấm tốt. Nhà tắm là môi trường ẩm ướt, đòi hỏi đá ốp phải có cấu trúc chắc chắn, không xốp để chống nước ngấm vào, tránh hư hại và tránh ẩm mốc trong quá trình sử dụng thường xuyên và lâu dài. 3. Vệ sinh dễ dàng. Đá ốp trong phòng tắm rất dễ bám bẩn và đổi màu do phản ứng với các chất hóa học như kem đánh răng, sữa tắm, mỹ phẩm, chất tẩy rửa chuyên dụng nên cần phải đáp ứng tiêu chí dễ lau dọn, đánh bóng để giữ phòng tắm luôn sạch đẹp. 4. An toàn cho sức khỏe. Nhà tắm, bồn vệ sinh, bồn rửa là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn gây hại sinh sôi phát triển. Vì vậy, đá ốp cần có khả năng kháng khuẩn tốt, đảm bảo an toàn với sức khỏe người dùng. Mỗi thuộc tính của đá thạch anh nhân tạo Caslaquat đều đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nói trên đối với vật liệu ốp lát trong nhà tắm. Đồng thời, đá Caslaquat còn có kiểu dáng đường vân sang trọng, hiện đại, dễ ứng dụng với nhiều phong cách thiết kế nội thất khác nhau, tính chống thấm, chống va đập, chống mài mòn, khả năng chịu nhiệt, chịu lực vượt trội. Đặc biệt là đá Caslaquat có tính kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe, đạt được chứng chỉ NSF do Tổ chức Vệ sinh Quốc tế của Mỹ cấp, chứng nhận về mức độ vệ sinh và an toàn đối với người sử dụng. Cùng tham khảo 5 mẫu đá Caslaquat được nhiều khách hàng tin tưởng và ứng dụng vào không gian phòng tắm. 1. Mario. Sản phẩm mang nguồn cảm hứng bất tận từ bức tranh Mùa thu vàng của danh họa Levitan vào không gian phòng tắm. Đường vân đá có màu nâu nhẹ, gợn sóng tự nhiên, mềm mại trên mặt đá như hình ảnh của dòng sông thu êm đềm, gợi lên cảm giác bình yên, thư thái trong từng phút giây. 2. Polar. Đây là mẫu đá thạch anh nhân tạo cao cấp, thích hợp với gia chủ, thích phong cách đơn giản nhưng không kém phần đẳng cấp. Nhờ đó, phòng tắm trở thành không gian tiện nghi, an toàn để tận hưởng làn nước mát mẻ, giúp bạn lấy lại tinh thần thư thái sau mỗi ngày làm việc. 3. Casla Cloudy. Sản phẩm với gam màu dịu nhạt của bầu trời và sự phóng khoáng trong từng đường nét của mặt đá sẽ xoa dịu sự mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc cho gia chủ. Không gian phòng tắm chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm và sảng khoái khi gột rửa bụi bặm và những nỗi lo âu thường nhật. 4. Marina. Vẻ đẹp của Marina khiến bất cứ ai bước vào phòng tắm đều có cảm giác thuần khiết và mát lạnh từ những dòng sông băng tráng lệ của vùng Bắc Cực. Dải vân màu xám nhạt chạy ngẫu hứng, xen lẫn hạt tinh thể trắng bao phủ trên bề mặt đá khiến không gian trở nên trang nhã, phóng khoáng vô cùng. 5. Calacatta Sky. C3311 Calacatta Sky mang cả khoảng không bao la nhẹ nhàng nhưng cũng thật phiêu lãng của bầu trời vào trong nhà tắm. Nền đá trắng cẩm thạch sáng bóng cùng đường vân nhỏ màu xám đậm trải dài trên tấm đá mang tới ấn tượng thị giác dễ chịu, thư thái cho bất cứ ai bước vào phòng tắm. Thông tin chi tiết về sản phẩm Caslaquat, quý khách vui lòng xem tại website caslaquat.com.